Top 5 loại thực phẩm gây tích tụ mỡ bụng mỡ nội tạng, bạn nhất định phải tránh. Mỡ bụng không chỉ là một vấn đề thẩm mỹ mà còn là một nguy cơ tiềm tàng cho sức khỏe của chúng ta. Khi gan chứa quá nhiều chất béo, chúng không chỉ nằm lại trong gan mà còn lan ra, bao quanh các cơ quan nội tạng như tim, tụy, ruột và túi mật. Đáng lo ngại hơn, mỡ nội tạng không chỉ là một khối chất béo thụ động. Nó có tính chất hoạt động sinh học, liên tục sản sinh ra các cytokine, là các protein nhỏ gây viêm. Quá trình viêm này có thể dẫn đến hư hại tế bào, gây kháng insulin và làm khó khăn hơn cho việc giảm cân. Điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn, trong đó mỡ bụng gây ra các vấn đề sức khỏe và ngược lại, các vấn đề sức khỏe này lại làm tăng thêm mỡ bụng. Sự tích tụ mỡ bụng thường liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống hàng ngày. Chế độ ăn giàu carbohydrate, tiêu thụ quá nhiều đường, tinh bột hoặc fructose thường là nguyên nhân chính. Ngoài ra, các thực phẩm có tính viêm nhiễm, khi tiêu thụ quá mức, có thể gây tổn thương cho gan, dẫn đến tình trạng mỡ thừa tràn ra ngoài. Bên cạnh đó, hormone cortisol được sản sinh trong các tình huống căng thẳng cũng góp phần làm tăng mỡ bụng, cả dưới da và nội tạng. Ngoài việc ảnh hưởng đến vẻ ngoài và sự tự tin, mỡ bụng còn là yếu tố nguy hiểm cho sức khỏe lâu dài. Nó có khả năng gây ra các bệnh lý nguy hiểm như 1. Bệnh tim mạch. Mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bằng cách gây viêm nhiễm và ảnh hưởng xấu đến quá trình chuyển hóa lipid. Điều này có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và cuối cùng là nguy cơ nhồi máu cơ tim. 2. Bệnh tiểu đường. Kháng insulin là một hậu quả phổ biến của việc có nhiều mỡ nội tạng. Khi cơ thể không thể sử dụng insulin một cách hiệu quả, đường trong máu sẽ tăng cao, dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. 3. Rối loạn chuyển hóa. Mỡ nội tạng có thể gây rối loạn lipid máu, tức là mức cholesterol và triglyceride bất thường, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa khác. 4. Nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa mỡ nội tạng và nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Mặc dù nguyên nhân gây ra mỡ bụng là đa dạng, từ yếu tố di truyền, lối sống, đến tình trạng sức khỏe tâm lý, việc lựa chọn thực phẩm vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta có thể kiểm soát. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là nhận diện và loại bỏ những loại thực phẩm gây hại khỏi chế độ ăn uống của chúng ta. Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích 5 loại thực phẩm gây ra sự tích tụ mỡ bụng. Ân cũng sẽ lý giải tại sao chúng lại có hại và cung cấp những giải pháp thay thế lành mạnh hơn. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật tất cả thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mẹo mới nhất về sức khỏe và dinh dưỡng nữa nhé. 1. Chất béo chuyển hóa. Một trong những thực phẩm gây hại nhất là các loại dầu hydro hóa như dầu đậu nành, ngô, cải, hạt bông, hướng dương và bơ thực vật. Những chất này thường được sử dụng trong thực phẩm nhanh, thức ăn mang đi và các loại thực phẩm đóng gói. Mặc dù được gọi là dầu thực vật, chúng thực chất được làm từ các hạt đã qua xử lý hóa học, gây độc cho tế bào gan. Hãy thay thế bằng dầu ép lạnh như dầu bơ, dầu ô liu nguyên chất và bơ từ động vật ăn cỏ. 2. Tinh bột tinh chế. Các loại thực phẩm chứa tinh bột như bánh mì, bánh quy, mì ống, bánh ngọt và bánh rán đều chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Chúng nhanh chóng chuyển thành đường trong máu và lượng đường dư thừa sẽ được chuyển thành chất béo và lưu trữ dưới dạng mỡ bụng. Thay vào đó, hãy theo đuổi chế độ ăn lành mạnh vừa đủ carbohydrate và ngũ cốc nguyên cám và tránh tuyệt đối sử dụng quá mức đường tinh luyện. 1. Đường fructose. Fructose, một loại đường có trong trái cây, chiếm 50% của đường mía và cũng là thành phần chính trong mật ngọt và siro ngô cao fructose, HFCS. Vấn đề là cơ thể không sử dụng fructose làm năng lượng như glucose, mà nó được phân giải trực tiếp tại gan, gây tích tụ mỡ nội tạng và làm tổn thương gan. Bạn hay tránh các loại thực phẩm chứa HFCS như nước ngọt, nước trái cây, mứt và đồ ngọt và thay thế bằng các chất làm ngọt tự nhiên hơn. 4. Nước ngọt có ga, bao gồm cả loại ăn kiêng. Nước ngọt chứa cả glucose và fructose, làm tăng tích tụ mỡ bụng. Ngay cả nước ngọt ăn kiêng cũng có thể gây béo vì chứa các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame và sucralose, có thể gây cảm giác đói và làm chết các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Thay vì uống nước ngọt, bạn có thể uống các loại nước lành mạnh hơn như nước dừa hay nước lọc và trà xanh. Và cuối cùng là đồ uống có cồn. Tiêu thụ rượu, bia thường xuyên có thể dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng và mỡ dưới da vì gan phải xử lý cồn trước khi có thể xử lý chất béo và đường.
Điều này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, nhồi máu cơ tim và ung thư gan. Để giảm mỡ bụng hiệu quả, ngoài việc hạn chế những loại thực phẩm hàng đầu gây tích mỡ vừa nêu trên, bạn có thể áp dụng những thay đổi lối sống đơn giản sau nhé. Cắt giảm đường và các loại thực phẩm chứa tinh bột như bánh mì trắng và đồ ngọt. Thay vào đó, ăn nhiều rau xanh, trái cây và protein từ thịt, cá, trứng. Chất xơ từ rau và các loại hạt cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Hãy tham gia các hoạt động thể dục như chạy, đi bộ nhanh hoặc bơi lội để đốt cháy calo. Đồng thời, tập luyện sức mạnh như nâng tạ cũng giúp xây dựng cơ bắp và đốt mỡ hiệu quả hơn. Dành thời gian cho thiền, yoga hoặc chỉ đơn giản là làm những việc bạn yêu thích để giảm căng thẳng. Khi bạn thư giãn, cơ thể sẽ không sản xuất quá nhiều hormone căng thẳng có thể khiến bạn tích mỡ bùng. Hãy đảm bảo ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Ngủ không đủ có thể làm bạn tăng cân. Tạo một môi trường ngủ thoải mái và tránh sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Uống ít rượu và tránh nước ngọt chứa nhiều đường. Thay vào đó, uống nước lọc hoặc trà xanh là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Mỡ bụng không chỉ là một dấu hiệu về tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn là một tiếng chuông cảnh báo về những vấn đề nghiêm trọng có thể xuất hiện trong tương lai. Điều quan trọng nhất là bạn đã bắt đầu nhận thức và sẵn sàng thay đổi, và đó là bước đầu tiên mạnh mẽ nhất trên hành trình này. Hãy nhớ rằng mỗi thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể mang lại những tác động tích cực lớn lao. Việc chọn lựa thực phẩm lành mạnh hơn, giảm thiểu các loại thực phẩm gây hại và tăng cường hoạt động thể chất không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu từ hôm nay và kiên trì nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay. Để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.